Hello, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Gất Việt. Thì mấy ngày hôm nay cái vụ việc ồn ào của Mr. Đờm á, thì đa phần á, là người ta có cái nhận xét rằng anh này rất là cá tính. Nhưng mà thực sự cá tính như thế nào á, thì khi mà xem lại toàn bộ những sự việc rồi những phát ngôn của anh Đờm á, thì chắc có lẽ là nhiều người ngán ngẩm nhiều hơn. Bởi vì không biết tài năng tới đâu. Nhưng mà về cái tính, nói chung là sẵn sàng đáp trả khán giả như vậy đó, thì nhiều người ta không có đồng tình và thậm chí là người ta muốn tẩy chay luôn cái anh Mr. Đờm này. Và trong cái vụ việc từ hồi đầu năm tới giờ á, hồi qua Tết tới giờ chỉ có mấy ngày thôi, nhưng mà có rất là nhiều những cái sự việc người ta cảm thấy càng thêm ngán ngẩm, bởi vì cái sự đáp trả của anh này đối với dư luận á, nó cũng rất là ngông cuồng, đúng không? Kêu bằng nó ngông ngông sao đó, ngông cuồng thì nó hơi nặng, nhưng mà giống như nó hơi ngông một cái là cái kiểu như là bất cần đời đó ha. Thì nói chung có nhiều cái sự việc đó. Ở bên phía cáo buộc á, thì người ta cho rằng là Mr. Đàm đã rất là sợ rồi, Mr. Đàm sợ một cái sự việc rồi, sợ những cái người lên tiếng về cái chuyện này, cho nên tránh né hay là bị ế xô, bị tẩy chay, rất là nhiều chuyện, nhiều cái cáo buộc. Còn bên phía Mr. Đàm thì cũng vậy, cũng lên tiếng đáp trả rằng là đắc xô qua Tết là tới bây giờ là đắc xô nhất ha, rồi được lì xì nhiều hay là cái gì gì đó, khán giả yêu thương nhiều gì đó, cũng khoe mẽ rất là nhiều. Nhưng mà thực sự những cái chuyện đó là chúng ta biết ở trên mạng xã hội và người ta nói qua nói lại thôi, chứ chẳng có ai mà đưa những cái thông tin xấu về mình hết, đúng không? Đó, bởi vì những cái chuyện mà họ phát không ra chỉ có họ mới biết thôi. Tuy nhiên mà để xem, để nhìn nhận, để đánh giá về con người này đó, thì có lẽ là tất cả chúng ta ai khi mà tham gia tìm hiểu đều có những cái nhận định riêng của mình. Tuy nhiên mình mới đây trên trên mạng xã hội á, Facebook á, có một cái trang blog cá nhân mà đăng một cái status rất là hay về Mr. Dom. Mình xin chia sẻ cả nhà luôn. Đây, cái trang Facebook này có tên là Chân Lý Và Chính Nghĩa. Không biết là của ai đứng sau cái trang này, nhưng mà viết rất là hay. Nói chung là rất là thấm cả nha. Đây mình xin chia sẻ luôn. Chân Lý Và Chính Nghĩa mới đăng cách đây mấy chục phút thôi. Để là cái tiêu đề là tâm sinh lý. Tâm sinh lý chứ không phải tâm sinh tướng nha. Tâm sinh lý nhưng mà rất là hay nha. Tâm sinh lý có nghĩa là trong cái thâm tâm của ta nghĩ gì á, nhân sinh quan chúng ta như thế nào, thì nó sẽ sinh ra cái lý đó, cái lý để chúng ta biện luận đó cả nhà. Đó. Và cái biện luận, cái cách hành xử, hành vi là cái kết quả của quá trình phát triển nội tâm. Phát triển nội tâm để chúng ta đưa ra cái lý. Nên nói rằng tâm sinh lý là cái tâm chúng ta sinh ra cái lý. Đúng không? Sinh ra cái lý để chúng ta biện minh cho cái nội tâm của chúng ta đang nghĩ cái gì, đang muốn thực hiện cái gì. Đó. Cái lý á, nó mạnh mẽ, nó khách quan, nó công tâm, nó lý trí, thì đó là một cái đức tính của chân quân tử. Nếu mà chúng ta nói khẳng khái thì đó là quân tử. Mà cái lý mà mập mờ ha, bẻ cong rồi chủ quan, ngạo mạn, giả tạo là đúng chất tiểu nhân, nó thể hiện cái sự sợ hãi, đúng chưa? Đó. Và từ dạo mà cái drama nổ ra đó thì hắn đã thể hiện như thế nào, hắn ở đây thì chắc cả nhà hiểu rồi ha, là ai rồi đó. Thứ nhất á, là cái livestream đầu tiên á, thì hắn cho rằng không ai đủ tư cách yêu cầu hắn minh bạch. Minh bạch sao kê cái chuyện từ thiện á, không ai đủ tư cách yêu cầu hắn minh bạch, yêu cầu hắn sao kê, hoặc nếu sai một gem á thì hắn sẽ lấy một cái diêm kim cương to nhất của bà hàng đó, đúng không? Thấy mà chưa đủ áp phê á, hắn bồi thêm á là các mạnh thường quân chuyển tiền và yêu cầu hắn phải bí mật không được công bố thông tin đó. Và anh chị chỉ giúp em thôi thì trong cái livestream của hắn đã livestream rồi, chúng ta hiểu rồi đó, nếu mà chúng ta theo dõi thì có nghe rồi đúng không? Sao kỳ vậy? Hắn kêu gọi giúp đỡ đồng bào miền Trung mà mạnh thường quân thì nói chỉ giúp hắn, ủa kỳ vậy đúng không? Kêu gọi ủng hộ cho hắn để giúp đỡ đồng bào miền Trung, nhưng mà ngược lại thì hắn nói là mạnh thường quân chỉ giúp đỡ hắn. Nó kỳ. Cái lý này nó quá vô lý, nó được sinh ra từ một cái nội tâm bị bấn loạn. Khi mà người ta phanh phui lên, mình không biết đưa ra cái lý gì để đáp trả lại, cho nên là một cái tâm lý bị bấn loạn. Đấy. Cái thứ hai,
hắn công bố việc yêu cầu hắn sao kê là hành vi xúc phạm hắn, vu khống hắn, hắn sẽ làm đơn và vác đơn đi kiện. À, người ta nghi ngờ để yêu cầu sao kê thì hắn cho đó là hành vi xúc phạm, vu khống, đúng không? À, hắn sẽ làm đơn và vác đơn đi kiện. Ô hay nhỉ, hắn đi kiện người khác có nghi ngờ hắn tiêu cực. Theo cái lý của hắn thì không ai được nghi ngờ hắn vì hắn là vùng cấm. À, nếu mà tâm thẳng thắn á, thì hắn sẽ không đưa ra cái lý như vậy. Mà mình tốt thì chỉ cần minh bạch thế là xong, hắn đã không làm được như thế. Rõ ràng hắn tránh né cái chuyện này, đúng chưa? Đó. Rồi cái thứ ba, trong cái giai đoạn cao trào á, thì hắn tạo ra một cái vụ ly hôn bên Mỹ, một cái vụ ly hôn bên Mỹ để có lý do qua bên đó ẩn thân. À, trong cái giai đoạn ở Mỹ á, thì ai cũng biết hắn không có chương trình hoạt động nghệ thuật nào, cũng chẳng ra tòa cho vụ án ly hôn kia. Thay vào đó, hắn đi thăm vài ngôi mộ và trong đó hắn tưởng niệm một ngôi mộ và xót xa cho vị thiền nhân nào đó. À, một cái kiểu ám chỉ chính trị để mở đường tranh đấu theo cái hướng khác nếu mà hắn bị điều tra. Đúng không? Nếu mà có kết quả điều tra bất lợi á, thì sẽ mở sang cái con đường khác, hơi chính trị. À, rất là hay ha. Và sau khi mà được công bố không có dấu hiệu ăn chặn tiền từ thiện á, thì thứ nhất là hắn live stream hùng hồn với các phát ngôn đi vào lòng đất như tôi đã được trong sạch. Nếu là sạch á, nếu sạch thì là sạch, sao nói trong sạch? Ở cái chỗ này giống như anh đặt ngược lại câu hỏi á. Nè, bộ công an còn không thèm coi sao kê, và cơ quan chức năng nói với hắn là sao cần phải minh bạch, hồ sơ của tôi rất đẹp. À, vân vân và may may. À, tôi sẽ phản tố những ai nghi ngờ tôi với 7 thằng luật sư sừng sỏ nhất Việt Nam. À, hu hu mạnh mẽ gọi là cộng đồng, là cờ hó thế này thế kia. À, lúc đó thì cũng live stream đó, là ai mà vào thì lóc hết đó. À, có lẽ là ai cũng biết rồi, đúng không? Rồi cái thứ hai là hắn bắt đầu tổ chức các đêm diễn, đồng giao hắn tuyên bố là đuổi sạch phe bên kia. Tại Đà Lạt thì phải xả cửa rồi lia nhanh ống kính vào đám đông để thể hiện khán giả vẫn đông nghẹt dù lắp chưa đầy 40% số ghế. À. Rồi cái thứ ba là đỉnh cao của sự trơ trẽn xảy ra tại Morongo Casino. Nhằm để chứng minh sức hút mãnh liệt với khán giả, hắn đã dàn xếp một cơn mưa lì xì. Có 102 trên quả đất này. Có những bao lì xì cả 10.000 đô từ khán giả mà nhìn qua ai cũng biết là sắp xếp. Cái kiểu vừa đi hát bán vé vừa xin tiền chắc trên thế giới này chỉ có ca sĩ Việt Nam làm được. Hành vi của hắn đúng là chuyên đề để nghiên cứu một cái kiểu là tâm sinh lý mới của khoa học tâm lý. Hắn đang tự tin hay đang sợ hãi? Chốt lại một câu là hắn đang tự tin hay đang sợ hãi. Đó là cái bài trên cái blog cá nhân Chân Lý và Chính Nghĩa. Hình như là nó cũng hay ám chỉ anh Đồm. Thì thật sự thì có lẽ là cô chú anh chị mà nghe cái bài chia sẻ này đó thì nghe nó rất là nhột, đúng không nha? Nhột cho ai kia. Không biết là sau này á, cái nhận định thì của ai cũng có nhận định riêng rồi, nhưng mà để viết ra được một cái bài kêu bằng nó toàn vẹn như này như thế này thì cũng khá là hay, đúng không cả nhà? Chúng ta phải theo dõi cặn kẽ và chúng ta nhìn từ cái đường đi nước bước của anh Đồm rồi cũng mới viết ra được một cái bài rất là hay. Nhưng mà nói gì thì nói, cái chuyện mà anh Đồm là vùng đất cấm, là ông hoàng thế này thế kia thì ai cũng ngán ngẩm rồi. Thì cái sự việc của Mr. Đồm theo mình nghĩ nó sẽ còn ồn ào dài dài, đến khi nào mà anh này có cái cách hành xử nó dịu giọng xuống, hoặc là có cái gì đó đối thoại với lại khán giả và theo một cái hướng là tích cực hơn, cần khán giả hơn, thì mọi chuyện nó sẽ kết thúc. Còn nếu như anh vẫn với cái giọng điệu cũ, vẫn cho mình là vùng đất cấm, thì chắc chắn một điều rằng những cái bài viết như thế này vẫn còn nhiều, còn nữa, và người ta nhận định ngày càng còn sâu sắc hơn và nói chung là gay gắt hơn đối với Mr. Đàm nữa, chứ không có đơn giản như vậy đâu. Thôi thì hôm nay cũng chia sẻ cả nhà đôi điều về cái bài viết của Chân Lý Chính Nghĩa. Vậy xin cảm ơn blog cá nhân này, không biết là ai đứng sau cái trang này nhưng mà rất là hay. Rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ.